Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khối khí mát tăng thêm, cùng lúc vùng hội tụ gió mực 1.500m cũng hoạt động mạnh hơn, nên từ gần sáng nay, những cơn mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn ở Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, thì khối khí mát vẫn tăng cường xuống, duy trì rãnh mây ở khu vực Bắc Bộ, khiến cho cả miền Bắc sẽ có mưa rào trên diện rộng, trong đó khu vực các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh trở lên vùng núi phía Bắc đều là những vùng có khả năng cao sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh, kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy, mưa đá, gió giật và cả trượt lở đất đá. Vừa có mưa lại vừa có gió đông bắc yếu nên mức nhiệt toàn bộ miền Bắc trong ngày hôm nay chỉ từ 28 cho đến 31 độ. Dù không có được những cơn mưa mát như ở Bắc Bộ, nhưng khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế hôm nay cũng nhiều mây hơn, trong ngày trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ sẽ dao động từ 30 cho đến 33 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông trên khu vực này sẽ tăng lên diện rải rác, cục bộ một số nơi ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết chủ đạo trong ngày là có nắng, nhiệt độ dao động từ 32 cho đến 35 độ. Thời tiết nắng ráo vẫn tiếp tục xuất hiện trong ngày hôm nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó ở Nam Bộ thì trời có nắng mạnh và nóng hơn nên nhiệt độ cao, dao động từ 35 cho đến 37 độ, nắng nóng vẫn xuất hiện trên khu vực. Còn ở Tây Nguyên, cường độ nắng yếu hơn, nhiệt độ phổ biến từ 31 cho đến 34 độ, chỉ cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ. Tuy nhiên, sau một ngày nắng mạnh thì đến cả chiều và tối, trên hai khu vực sẽ có mưa dông. Cần lưu ý trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật nguy hiểm. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ trong ngày và đêm hôm nay có mưa rào và dông với diện mưa ở mức rải rác, tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km, nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Ngoài khơi, khu vực vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 4, trong khi ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió chuyển hướng đông bắc ở mức cấp 3. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.